À, hôm nay em đưa lên là cái lô ruby Thái. Lô này 6 viên tổng nó là hơn 100 carat. À, đây, có những viên có sao cũng đẹp, có những viên thì không có sao, mờ sao mờ. Cái lô này là 100 carat thì em bán chỉ có 1 triệu đồng cộng tiền cước. Tính ra là 1 carat chỉ có 10.000 đồng. Thì anh chị em tự hiểu cái này là em bán lô chứ không bán lẻ nha. Không bán lẻ, bởi bán lẻ ra tới 50.000 một carat đến 100.000 một carat là trên thị trường bán lẻ cái này là 50 đến 100.000 một carat, mà em bán 100 carat chỉ có 1 triệu đồng. Tính ra 10.000 đồng một carat. Vì vậy anh chị em nào thích thì liên hệ, ví dụ trong cái lô này mình chỉ cần chốt được một viên thôi thì nó đã đủ tiền rồi, còn bốn viên kia, năm viên kia mình chơi đó. Anh chị em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với Kha Vương. Kha Vương quay video là có đèn nha. Kha Vương cảm ơn. Cái lô này là anh chị em nhớ giùm mình Kha Vương là lô số 23, bởi vì Kha Vương phân từng lô rồi. Lô số 23.